Ngày 13 tháng 9, đoàn công tác của Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Quân nhu Hậu cần tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và một số đơn vị cơ sở. Đoàn công tác đã đi khảo sát tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, cửa khẩu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành, kiểm tra quân phục của cán bộ biên phòng tại cửa khẩu, khu trồng rau, vườn tăng gia, khu chế biến thực phẩm, công tác bảo quản, quản lý vật chất, trang thiết bị quân lương, quân trang của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Công tác quân nhu năm 2023 được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai chú trọng chỉ đạo, từ cơ quan biên phòng tỉnh cho đến các đơn vị đã đảm bảo đúng chế độ tiêu chuẩn. Nhiều đơn vị tự túc được 100% lượng rau xanh, 50% thịt cá. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai cũng đề xuất với Cục Quân nhu bổ sung thêm quân trang chống rét, chống rách cho đơn vị. Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai trong công tác quân nhu hậu cần, đồng thời yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ giá cả, đảm bảo đúng định lượng quy định của cấp trên, đẩy mạnh tăng gia sản xuất.